Hello mọi người, lại là Đi Đi On The Go nè. Trong video lần này, hãy cùng bọn mình sống chậm lại và khám phá những quán cà phê, những địa điểm quen thuộc xung quanh trung tâm thành phố Đà Lạt mộng mơ nha. Giờ thì cùng bắt đầu thôi nào. Ngồi cà phê vỉa hè khu Hòa Bình sáng sớm chắc là đã rất quen thuộc với nhiều bạn hay đi du lịch Đà Lạt, nhưng bọn mình là lần đầu tiên luôn. Đúng là buổi sáng ở Đà Lạt rất yên bình, thời tiết thì vẫn hơi lạnh, ngồi nhâm nhi cà phê cùng mọi người tụ tập ở đây rất thích luôn. Nếu mọi người dậy sớm được thì hãy thử nhé. Sau đó bọn mình có đi dạo khu chợ đồ cũ Đà Lạt. Trước đây thì mình hay săn đồ second hand ở đây, nhưng mà lần này đi dạo lại không cảm thấy đồ hợp như trước nữa, nên bọn mình không mua gì cả. Lúc tản bộ quanh khu Hòa Bình, bọn mình thấy một quán cà phê khá dễ thương. Không gian hơi bé nhưng mà vẫn ấm cúng và dễ chịu. Nhưng mà hình như hiện tại vẫn vị trí này chỉ là quán đã đổi thành cà phê Iro rồi hay sao ấy. Có bạn nào đang xem là fan của Fela không nhỉ? Giờ thì Fela đã có mặt ở rất nhiều thành phố ở Việt Nam, nhưng lên Đà Lạt thì bọn mình vẫn phải vào đây uống trà sữa mới được. Không gian quán rất rộng rãi và rất thoáng, concept bàn camping rất hợp ở Đà Lạt, hình vẽ trên ly cũng rất xinh nữa nè. Buổi chiều trời mát, mọi người có thể ngồi ngoài hiên ngắm đường phố và tận hưởng những cơn gió nhẹ se se bên má nè. The next morning. Lần này bọn mình có sang đường Khô Giang đi cà phê, bên này vắng xe mà không gian rất dễ chịu luôn. Bọn mình chọn quán cà phê hai người, quán này có ít bàn ghế thôi nhưng cũng vừa đủ và buổi sáng ngồi đây thư giãn lắm. Cảm giác như thời gian đi chậm lại để bọn mình tận hưởng cà phê một cách trọn vẹn hơn. Bên cạnh có xe bán đồ ăn sáng và ăn vặt, nếu chưa kịp ăn sáng thì cũng có thể kết hợp ăn sáng và uống cà phê ở đây luôn nè. Dọc khu này có rất nhiều biệt thự, xen lẫn các cây thông và hoa giấy, hoa cẩm tú cầu nữa. Nhớ chuẩn bị máy ảnh và đầy pin để tác nghiệp nha. Hôm sau bọn mình có đi một quán cà phê siêu dễ thương ở ngay trung tâm luôn. Quán này không gian hơi bé nhưng mà decor theo concept đồng quê rất xinh. Phía trước như một khu vườn xanh mát với chiếc gương được trang trí rất dễ thương để mọi người có thể chụp check-in nè. Bên trên còn tối ưu thêm một canh gác rất ấm cúng và quán mở 24 giờ nhé, nên bạn nào đi xe lên Đà Lạt lúc sáng sớm thì có thể qua đây uống nước và nghỉ ngơi chờ nhận phòng nè.
Much, much, much later. Buổi chiều bọn mình đi dạo quanh hồ Xuân Hương, trời mát, đi dạo quanh hồ rất dễ chịu luôn. Tùy hôm mà mọi người có thể ngắm được hoàng hôn rất đẹp ở đây. Ở đây mọi người hay đi tập thể dục, dắt cún đi dạo rồi thì khách đạp vịt trên hồ, tạo nên khung cảnh rất sinh động quanh chiếc hồ thơ mộng này. Đến tối, bọn mình có ghé một tiệm gốm trên đường Phan Đình Phùng, vào trong như một bảo tàng đồ sộ, rất nhiều đồ gốm, đồ cổ, cây cảnh và còn có một bể cá đầy màu sắc ẩn mình trên tầng cao nhất nữa. Đến Đà Lạt, các bạn hãy thử đi các tiệm bán đồ gốm nha, đảm bảo các bạn sẽ tìm được cho mình những món đồ yêu thích cho xem. Giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong tập tiếp theo của series Đà Lạt Du Hí của Didi On The Go nhé. Đừng quên đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người nhiều. Bye bye.